Rồi, test nhẹ con sát làm full máy zin ha. Đó, có bình này em làm là full máy tour dạy cho test luôn. Em ru nhẹ nhàng để cho anh em đi phường test nha. Đó, máy làm bằng. Rồi, chào anh em sát 125 nha. Giới thiệu cho anh em tham khảo của là làm máy để đi phường test nha. Con này em làm là full máy luôn. Đó, liệt kê đồ để cho anh em tham khảo. À, con này thì để trong kho lốt luôn nha, không có nổ máy ha. Em làm lại là full máy luôn. Đó, liệt kê đồ để cho anh em tham khảo nè. Em chẻ máy nè, thay tay dây để mình đã nhặt nha. Riêng với tông bạc này, với tông bạc 125 chiếc xe đó. À, phần cái bộ dàn đầu là thay cho combo full là cặp số 3 là sinh cam, sinh cam đê thái nha. Đó, phần nồi là làm của nồi thái luôn, thay nguyên là bộ chuông nè. Đó, bộ chuông nè, bố ba càng nè, dây ban đồ Nhật nha và cặp nhôm nồi như thế. Đó, bây giờ máy nổ là êm ru ha. Test nhẹ lực máy để cho anh em tham khảo luôn. Máy em làm là êm ru ha, êm ru mạnh mẽ ha. Em có là dọn ra ngoài nè, em lên cái phần cái cặp đầu đèn ha. À, phần nạ trước của xe nè, tại cái này nó bị bể hư rồi. Đó, thay full nạ giống như vậy luôn. Test nhẹ lực máy ha. Máy làm mà em làm là êm ru ha, êm ru lực nha, nhích lên là có ha. Đó, quá sướng nha, em nhẹ bền cho anh em đi chơi Tết nha. Đó, sát 125 và sát 50 em đều nhận làm nha. Đó, máy êm ru ha. Đó, quá sướng luôn. Anh em sát mà muốn làm máy làm nồi gấp máy thì ghé bên Độ Xe Việt Nam. Bên em thì chuyên dòng xe sát 125 và 175 nha, 150. Đó, chạy êm bền bốc nhẹ nhàng để cho anh em đi chơi Tết ha. Rồi, em chào anh em sát 125 nha. Rồi, test nhẹ con sát làm full máy zin ha. Đó, có bình này em làm là full máy tour dạy cho Tết luôn. Em ru nhẹ nhàng để cho anh em đi phường Tết nha. Đó, máy làm bằng chất đúng chất zin luôn nha. Êm mạnh bền ha. Đó, lướt gió cho anh em. Tha hồ anh em chạy chơi Tết nha. Đó, anh em có nhu cầu thì ghé bên Độ Xe Việt Nam. Bên em là chuyên làm máy làm nồi dòng sát nha, 125, 150 và 175 nha. Êm mạnh bền ha, lướt gió cho anh em để cho anh em chơi Tết nha. Đó, anh em có nhu cầu thì ghé ủng hộ bên em. Em có nhận dọn kiển ha, đó, dọn kiển thay áo cho anh em nha. Đó, con này thì em đã thay full nguyên bộ dàn áo trước nha. Đó, lên full có mình bộ nồi thái đi dây Nhật ha, rất bền ha, êm ru nha. Đó, kéo nhẹ vòng để cho anh em tham khảo con sát em làm full máy luôn. Đó, máy bao êm ru nhẹ nhàng lướt gió nha. Quá êm luôn. Đó, không kêu không xào không hú ha. Đó, dòng sát 125 nha. Đó, sát 125, sát 150, 175 anh đều nhận làm hết cho anh em. Anh em tranh thủ qua sớm mới làm xong sớm cho. Đó. Làm xong thì em sẽ test thử nè, bảo hành cho anh em ha, để cho anh em chạy chơi Tết nha. Rồi, em cũng cảm ơn anh em ủng hộ bên Độ Xe Việt Nam ha. Chúc anh em Tết vui vẻ nha.